Thưa quý vị, Vũ Nhân đang có mặt tại tiểu bang Minnesota. Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019, lần đầu tiên sau hai thế hệ gần một nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, một giáo xứ của người Mỹ tại Hoa Kỳ ở tiểu bang Minnesota làm lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa, vinh danh cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Thánh Gerardo do linh mục chủ lễ Jose Maria Vương Thiện Quốc tổ chức. Trân trọng thượng cờ Việt Nam Cộng Hòa lên một cờ chính của giáo xứ, quốc kỳ đi lên một cờ. Việt Nam Cộng Hòa được treo ở ngoài kia, đó là ý tưởng của một vài người lính đã từng đi lính Việt Nam Cộng Hòa và nói với con rằng là họ muốn những người Việt Nam Cộng Hòa cũng có một chỗ đứng song hành ở đây. 57,000 Americans have died in Vietnam War. That's a lot. You sacrificed for the life of us. We here this very day to honor your ancestors, though heroically, that have died for the faith, but also have died for our little country. Nay chúng ta cùng đến đây, chúng ta tưởng nhớ, kính nhớ các thánh tử đạo, những anh hùng ở trên đất nước Việt đã chất đổ máu đào hy sinh vì đức tin của các ngài. Vì đức tin vào Đức Giêsu Kitô, vì đức tin mà chính các bác cũng như con ngày hôm nay được đến đây trên đất nước này và được ngang nhiên tự do hành đạo. Trong tim những người trẻ chúng con là các bác là những người bảo vệ lãnh thổ. Để ngày nay cái sự tự do đó có lẽ không còn ở trên đất nước Việt Nam như ta mong tưởng. Nhưng chúng ta đang được hưởng sự tự do đó. Sự tự do này là các bác đã một lần mà liều chết để có thể hy vọng giữ lại. Có lẽ nó ngoài tầm mức khả năng của ta. Đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa, chúng con cảm ơn tất cả các bác. Mọi người chúng ta cho các bác một tràng pháo tay kính chào các bác. Hôm nay theo lời giảng của cha ở thì bà con ở đây đều rơi nước mắt và có một cái nỗi buồn xúc động vì cái tình quê hương, tình nước, đồng bào. Dạ, con tên là Thiên Ân, con ở thành phố Oakland, tiểu bang Minnesota. Mặc dù bây giờ sau năm 75, Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, nhưng lý tưởng tự do vẫn còn. Và đối với những người trẻ như tụi con thì lý tưởng tự do đó là điều mà tụi con cần phải ghi nhớ. Để nhớ rằng các bác đã ngày xưa hy sinh thế nào thì chúng con cũng phải làm chứng cho ý tưởng tự do đó như vậy. Hơn 44 năm rồi, cái sự kiện là lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa được tung bay ở nơi đây, chứng tỏ rằng chính thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống mãi trong lòng của người Việt của chúng ta, dù ở quốc nội hay là ở hải ngoại. Dù mình sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ, mình phải luôn duy trì tinh thần nòi giống của dòng giống Việt Nam anh hùng của mình, cũng như là mình cũng phải luôn tôn vinh những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa tự do. Trong cộng đồng người Việt của tại tiểu bang Minnesota, mình có một cái buổi lễ như rất là hãnh diện, tại vì cái lá cờ vàng của chúng ta sau 44 năm chúng ta bỏ đất nước ra đi, đây là cái di sản cuối cùng mà người Việt
tị nạn chúng ta phải bảo vệ và phải duy trì. Chúng tôi tổ chức lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong đó chúng tôi cũng vinh danh tất cả những cựu chiến binh bảo vệ tự do Mỹ Việt. Ở giáo xứ chúng tôi có rất là đông những người Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, và vì thế họ cũng muốn mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đến nơi này để cùng đồng hành với lá cờ Mỹ, và ngày hôm nay chúng tôi cũng dựng lá cờ vàng ba sọc đỏ lên. Hôm nay trong mùa lễ tạ ơn, xin được tạ ơn nước Mỹ, xin được tạ ơn sự hy sinh mạng sống của tiền nhân, của các anh hùng liệt nữ, của toàn thể quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa. Xin được tạ ơn sự hy sinh mạng sống hơn 50.000 tử sĩ Hoa Kỳ đã đổ máu ra để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, và nhờ họ chúng ta và con cháu chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ.